Hello, chào tất cả anh em chị em trên trên mạng trên diễn đàn của Thơ Quang. Okay. Chào tất cả anh em chị em nhé. Lúc nãy ở trên 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 diễn đàn của cu Tèo ấy, của Tèo ấy. Thằng chất sân bùi à. Nó nói ngu thật, Dân cũng nói lúc mình đang bận việc mình không lên được. Nó nói là Việt Nam không được tự do, không được báo chí, không được nói gì xấu tổng thống, hay là nói xấu gì các những lãnh tụ. Hỏi nó ở bên Mỹ đấy, cái đợt mà ông Trump ông lên đấy, cái đợt mà ông Trump ông lên tổng thống đấy, một đoàn xe của ông ấy đi ở trên dọc đường thôi nhé, chỉ đi dọc đường thôi mà có một con Tây nó giơ ngón tay lên đấy, nó giơ ngón 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 giữa lên đấy. Cái ngón giữa nghĩa là Việt Nam mình là chửi bậy đấy, chửi thề đấy. Nó chỉ giơ một ngón giữa lên thôi mà đoàn của ông ấy tìm ra địa chỉ của nó, biết nó làm đâu cho nghỉ việc ngay đấy. Hỏi nó cái đó là tự do không hả? Mà thằng ấy mở mồm ngu thật là ngu. Thứ hai nữa, đấy là bên Mỹ. Thứ hai nữa, bên Canada, một thằng nó lên trên mạng thôi mà nó chỉ nói về ông Justin Trudeau đấy là ngu tối, nếu mà nó gần là nó sẽ giết ông ấy. Thế mà biết gì không? Bắt ngay tại chỗ, bắt ngay tại chỗ, điều tra nó ở đâu cái là bắt ngay đấy. Tự do không? Có tự do không? Bên bên này nhá, nó sống là sống luật, nó cái luật của nó ấy, đâm ra thành nó không có tình nghĩa. Luật nó sống như một con người, như một con người, nó gọi là robot đấy, như một con người máy mà đúng như gà công nghiệp ý. Ở bên này con người, bên này sống là như vậy, sống để biết làm thôi. Rất là sợ luật, rất là nghe luật, rất là sợ luật, rất là theo luật, chứ không phải như Việt Nam mình đâu. Mà thằng ấy lúc ấy mình muốn lên, nhưng mà lúc mình muốn mình cũng bận việc mình không lên được. Thành mình muốn hỏi nó là đấy, cái lúc ý ông, lúc mà ông Trump ông lên ý, làm tổng thống đấy, đấy hỏi nó có tự do cái chỗ không, là một. Thứ hai nữa, nó ở Việt Nam phải cần cần có đảng khác vào để mà hai bên cạnh tranh, để mà giết nhau à? Mày ngu thế, nó không nhìn thấy ở bên Mỹ à? Đấy, mấy đảng giết nhau, lôi nhau ra, nói môi móc ra như một đứa trẻ con ý, không còn một cái gì là không moi nhau ra đấy. Coi như một người, một khi mày là tổng thống mà mày để cho người kia moi móc mày xấu hết ra như vậy, thì người dân làm sao còn niềm tin về mày, làm sao người dân coi như là tôn trọng mày được, thấy không? Đâm ra Việt Nam làm rất là đúng, đi đúng con đường, coi như là con người có trình độ. Mà Việt Nam mình làm vừa rồi đấy, bầu cử đấy, cả thế giới để coi như là nể phục Việt Nam mình. Có một nước nào mà làm từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên ôn hòa như vậy không? Ai nhìn vào cũng phải tự hào. Nếu mà một khi con người Việt đấy, không cần biết mình ở đâu, mình nhìn vào là mình thấy tự hào là người Việt mình có quy củ từ trên xuống dưới, cũng như trong gia đình, chả khác cái gì cả. Nên là rất là tự hào là người Việt ở ở ở nước ngoài. Chỉ có mấy cái bọn ba que này, mấy cái bọn mất dạy này, mấy cái bọn mà cứ bẻ cong về 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 sự thật đấy. Bọn này cũng như bên đài của ở bên diễn đàn của Tèo nói đấy, không có, bọn này không không lắm được, cứ chửi thôi, tổng xì vả chúng nó thôi. Bọn này là chỉ có tổng xì vả chứ còn đâu lắm, làm sao được. 45 năm nay rồi mà chưa một đất nước nào mà xui xẻo như 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 là đất nước Việt Nam có cái bọn này vào. Có ai mà dai dẳng như vậy không? Nó kiểu như cố đấm ăn xôi ý, nó kiểu như là không còn, nó mất hết cái dây dây thần kinh thể diện rồi. Nó cứ cố đấm ăn xôi, nó càng làm thế thì nó làm cho chính phủ Việt Nam đã càng có động lực để vươn lên. Nhờ chúng nó mà Việt Nam lại càng có động lực từ chính phủ lẫn người dân. Người ta lại càng có độc uh, có 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 độc uh,
có động Lực. độc lực ấy để người ta vươn lên đấy. Đâm ra chúng nó mà 46 năm rồi mà nó cứ dai dẳng như một con đỉa. Chúng nó chả nhất, chúng nó không khác con đỉa mà nó bám vào mà không, hút hết máu của người dân, mà trong khi đó cứ kêu thương thương dân, thương ở đâu ra mà thương, thấy không? Nó như một mà mình thấy mình ở tư bản 40 mấy năm nay rồi, mình chưa thấy một cái dân tộc nào mà nó dai dẳng như bọn này. Nó dai dẳng mà nó trơ trẽn, mà nó không còn một cái câu gì để nói cái bọn này. Nó cái cách của chúng nó bẩn thỉu, hèn hạ, nhục nhục nhã, trong khi đó nó sống ở nước 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 người ta, mà nó cứ làm, nó tại vì trên mạng thôi thì nó làm như là nó tỏ ra là như là đất nước của nó ấy. Như bên này mình sống với nhau mình lạ gì, dân nó mẹ mày mày đi nó còn chả biết mày là ai, nó toàn gọi mày là Chinese chứ nó đâu gọi mày Vietnamese đâu, thấy không? Nó phân biệt chúng mày, coi như nó coi chúng mày như cục cứt ấy, xin lỗi, nó coi chúng mày như cục cứt ấy, mà mày cứ tưởng là ôi rồi như đất nước của mày, rồi mày đấu tranh cho đất nước mày, mày đấu tranh cho các người tệ nạn ở ở bên Mỹ đi, bao nhiêu người vô gia cư đấy, chúng mày cứ lo cho người ta trước đi, xong người dân người ta nhìn thấy, người ta vì thấy chúng mày có lương tâm, chúng mày có quyền lực, mà chúng mày có cơ sở để chúng mày giúp người, thì người dân người ta mới nghe chứ. Trong khi đó người người ở bên Mỹ thì người ta coi như là vô gia cư, nằm ở hầm cầu ấy, mà chúng mày chả biết nhục, chúng mày chả biết xấu hổ, mà chúng mày cứ chõ mỏ về Việt Nam, trong khi đó nhà nhà dân Việt Nam thì sống không có bị nợ nhé, không nợ nần một cái gì cả. Nhà người ta có là trả hết, xe người ta có là người ta trả hết, bất kỳ một cái gì người ta có là người ta trả hết rồi, người ta chẳng nợ một cái gì, kể cả cái phone người ta cũng còn không nợ, thì chúng mày còn chửi gì người ta nữa. Trong khi đó chúng mày bên này, tao nói nhỏ nhoi nhất là từ cái phone chúng mày nợ, đến từ cái phone, cái nhà, cái xe, khi tivi chúng mày mua chúng mày cũng còn nợ, thì chúng mày chửi gì người 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 trong nước vậy? Người ta đâu thiếu thốn như chúng mày đâu, người ta đâu phải mắc nợ như chúng mày, cả đời người chúng mày cứ phải trả nợ đâu. Trả nợ chị cái nhà nhé, có người ký 35 năm, 35 năm ký cho trả hết cái nhà nhé, có người ký 30 năm, có người nhanh nhất là 25 năm, mà hàng tháng phải trả tiền lời. Tiền lời nó rất là cao, tại vì trong khi đó mình vay mấy trăm nghìn là nó cứ trả, coi như hàng tháng là mình cứ trả tiền lời cho mấy trăm nghìn ý, mà tiền trả vào tiền nhà rất là ít, trả vào cái tiền principal của mình ý rất là ít, còn đâu toàn là trả vào 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 tiền lời thôi. Mà nhà cửa, nhà bên này á, nói thật á, nhiều nhà vào nói thật tội nghiệp lắm, nhẹ vào chỉ có 4 bức tường thôi, mang tiếng có nhà đấy, mà nhà người ta rất là tội nghiệp. Thứ hai nữa, nhà bên này ấy như 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 nó xây kiểu như là tổ chim ấy, để chui vào để mà che nắng che mưa thôi, chứ không phải như nhà Việt Nam. Nhà Việt Nam ta xây kiên cố, người ta xây coi như 100 năm không hỏng, 1000 năm không hỏng, đời con đời cháu của người ta mãi mãi không bao giờ hỏng. Nhà bên này á, này cứ như nhà hàng mã ấy, như răng bà lão ấy, nhà bằng nhựa, nhà bằng nhựa, ở ngoài ốp nhựa hết, chỉ có một tí trên mặt cái mặt trước mặt nhà ấy thì là bằng gạch thôi, còn đâu chung quanh ba góc kia ấy, đằng sau hai bên hông là bằng gỗ, bằng nhựa chứ không phải là bằng nhựa nó ốp vào đấy. Nhà như nhà hàng mã ấy, trong chẳng có một cái gì cả, trong chỉ là tường thôi, không có một cái gì design như Việt Nam. Việt Nam công nhận nó người ta làm cái trần nhà với cả các cái ấy, rất là đẹp, rất là sang trọng. Bên này mà có như thế á, này đừng hòng mà bao giờ mà có được như vậy, không bao giờ có được như vậy đâu. Mà nhà cửa người ta thấy nhiều người người ta quay lên đấy, nhà cửa người ta ở bên này không phải như Việt Nam đâu, bên này là kiểu như là chuồng chim để mà chui vào mà trú, mà cho che nắng che mưa thôi, chứ còn đâu đừng nói là kiên cố như ở Việt Nam, không có đâu. Kiên cố như Việt Nam á, tiền đâu ra mà mua, nhưng nó có bên này nhưng mà tiền đâu mà mua, làm sao mà người Việt mình ấy được. Rồi thứ hai nữa, nó nói là Việt Nam không có người đầu tư lớn,
không có người làm ăn lớn. Nhìn ông gì Vượng nhỉ, Phạm ông Nhật gì Vượng. Vượng, Phạm Nhật cái gì, Phạm, ông Phạm Nhật Phạm Nhật, ông Phạm Nhật Vượng ấy đấy, Dạ. rồi nhiều người nữa, rồi ông cái gì Dũng Ngọ, Dũng, Dũng Lò, Lò Vôi ấy. Dạ. Đấy, người ta mà chúng nó không cần nói gì cả, không cần nói, chỉ nói là chúng mày ở bên Mỹ, chúng mày đã đầu tư được lớn chưa đấy, chỉ nói thế thôi, chúng mày bên đã làm được cái gì lớn lao bên chưa, mà chúng mày lại cứ đòi hỏi người dân phải làm như thế này, phải làm thế kia. Ngay chúng mày nói chúng mày ở một nước văn minh, ở một nước coi như là giàu có, mà chúng mày còn không không làm được thì chúng mày đừng có, Việt Nam là mới đây thôi, người ta còn nghèo khổ, thì mày đừng có đòi hỏi như thế. Chúng mày ở một xứ sở gọi là thiên đàng của chúng mày mà chúng mày còn không làm ăn được thì chúng mày đừng có chõ mỏ về Việt Nam, chúng mày nói xấu Việt Nam là đòi hỏi Việt Nam phải như thế này, phải như thế kia, rồi phải thêm đàng để hai bên cạnh tranh nhau để mà giết nhau ở Việt Nam không thể được. Người dân Việt Nam khó khó ấy lắm, khó chiều lắm, Thơ Quang, rất là khó chiều, không phải là như người dân bên này đâu, người dân bên này rất là lành, người dân bên này đúng ra là ngu ấy, rất là ngu, dễ điều khiển lắm, cứ luật ra là sợ, luật ra là sợ, chứ không phải như Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình con người dữ dằn mà ghê gớm lắm, kiểu như là không vừa cái là coi như nhảy lên để chửi người ta ngay. Nên là Việt Nam mình không thể nào đảng nào vào được, chỉ một đảng mà vừa mà đưa một đất nước lên như thế thì không cần ai hết. Không nhìn thấy bao nhiêu nước chung quanh mình không đấy, cũng cũng hay mấy đảng đấy, bên Mỹ mấy đảng đấy đấy, đảng của bên Mỹ coi như đấy, nhìn chửi nhau như chó ấy, lôi nhau giết nhau kiện nhau, rồi ông Trump lúc ông làm tổng thống mà còn coi như là bịt họng ông như vậy. Trời ơi, có một nữ đất nước nào mà như vậy không đấy, chúng mày đa đảng kiểu ý đấy. Viết người dân Việt Nam đâu đòi hỏi chúng mày cần cần chúng mày đòi hỏi đa đảng cho Việt Nam đâu. Việt Nam như thế là rất là mừng, mình rất là mừng Việt Nam như vậy, Việt Nam như vậy vượt quá tự do đi, có tự do chúng nó viết lên trên mạng, chúng nó chửi chửi chính phủ, mà chúng nó chửi chửi nói xấu về Việt Nam như vậy. Nếu mà không có tự do nhé, mày chưa mở mồm đã bị tóm rồi đấy, mới gọi là không có tự do, còn đâu đây là dư tự do luôn, bên này mới là không có tự do này đấy, chỉ cần nói trên mạng thôi mà cũng còn bị tóm. Thưa Quang thấy không, Dạ. hello, đấy, chỉ Đã cần nghe tóm, chị. chỉ cần nói ở trên mạng thôi, chỉ cần nhắn nó tung trên mạng nó nói thôi mà thằng ấy cũng bị tóm, cách đây có 5.000 cây số, Nói còn gì một chị nhớ nhớ hồi lâu mà cái đợt mà tụi nó mà đi tuần hành ủng hộ Trung hoặc Biden không? Có ôi trời ơi, cái chúng nó thằng làm luật trò sư hề. cái thằng luật sư Nguyễn Thành Tín đó chị nhớ không? Mặc cái áo in cái chữ đụ Trung á. Chị nhớ không? Đó, có làm chỉ nhớ mặc cái áo đó ra đấy. đi bị đi đi ra đó mà gọi là như là đã kích ông Trump thôi là đã bị nó bu cho nó đập cho tóe Tóm máu ngay, đầu ra, nhớ tóm không? ngay, lúc là tóm ngay, nó tóm, nó tóm, nó cho vào đồn ngay, chứ đừng có tưởng là nó không đâu. Bên này đừng có, này, nó cho mày tự do là mày muốn làm gì mày làm, cũng như Việt Nam đấy, nhưng mà mày Dạ. đụng đến chính quyền cái là mày chết. Đúng, mà nó bên này nhé, kể cả mày đầu tư, nó chỉ cho mày đủ sống, chứ không bao giờ nó để cho mày coi như là dư giả, khá giả đâu, không có đâu. Nó coi như biết gì không, bên này kể cả đầu tư nó chỉ bao nhiêu là nó biết hết, là nó nắm vào sở thuế, sở thuế là nó lôi mày ra, nó lôi mày ra hết mà chỉ là đủ sống thôi. Đâm ra thành con người bên này làm ăn rất là cảm thấy rất bất lực, làm bao nhiêu chỉ làm cho chính phủ thôi chứ không phải làm cho mình Nè ra sức mình chị làm như Lisa trâu như nè, bò. chị Lisa mọi người nhìn lên màn hình nè, đó tụi nó bày tàu nè, chị thấy không? Đây là cái huy hiệu của tụi nó nè nha, chị thấy được cái chữ Made in China không? Đây nè, chị đeo kính và chị nhìn xem, thấy không? Đúng rồi, make in China. Đây, đó, phải huy hiệu của tụi nó không? Tụi nó đặt tàu làm Đấy. nè, Thế mà nó đó. còn bọn này thế. Đó, nó bày Đấy, tàu, lúc nó xúi vô lúc Việt nào Nam bày nó tàu, chị thấy chưa? đấy, nó Thấy không? xúi Việt Nam,
bây giờ không phải thơ Quang, nó không còn một câu gì nó nói về Việt Nam nữa, thì bây giờ nó nói như vậy thôi, bài tàu thôi, chứ còn đâu nói thật thơ Quang nhé. Bên này hỏi nó trong nhà nó có một cái gì là không có đồ tàu không, không một cái gì là không có tàu đồ tàu trong nhà nó cả, từ cái nồi, cái chậu, cái bát đũa là đồ tàu hết. Mà trong khi đó nó chỉ muốn Việt Nam với tàu xích mích với nhau để mà chúng nó cho người dân khổ sở, người dân không có việc thì chúng nó ngồi, chúng nó vỗ tay, chúng nó bắt đầu lại chửi ông cộng sản không biết làm ăn đấy. Bọn này bố láo lắm, kiểu gì nó cũng À bắt đây là ông cộng chị sản ngâm chửi. đó, tự do Ừ, biết ngôn luận rồi, của tụi nó nè, đúng rồi, đúng rồi, biết 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 thằng này rồi, đúng nhớ rồi, chưa đó, tự do nhớ, ngôn biết luận đó biết cái thằng ấy. Ừ, đúng rồi, nó xịt ấy cay vào, hơi đó, cay vào đó. mặt. Ôi Đập giời, bọn một này nó trận làm trò hề, không phải đâu, bọn này làm trò hề. Bên này người ta coi chúng nó là cái gì đâu, trời ơi, ở bên này mới biết, chứ còn đâu tưởng ở Việt Nam, người Việt Nam mình cứ tưởng là ôi chúng nó mạnh mẽ nhỉ, chúng nó ôi chúng nó kinh khủng bên nhỉ. Trời ơi, ở bên này mới biết, người ta coi như cục cướp đi, mà người ta không nhận mày là người dân ở đây. Đi đâu chịu, người ta cũng chửi mày là về nước mày ở đi. Xấu hổ như vậy mà cứ tưởng hay, mà cứ tưởng như bà con không ở bên này, bà con không hiểu được. Không hiểu được là người dân bên này nó đối xử với người người các nước sang nó phân biệt kinh khủng. Nó mà cáu cái gì cái mà mình làm gì cái là nó chửi mình, bảo mày về nước mày ở đi đấy. Đâm ra bọn này nó làm trò hề, nó chả biết xấu hổ, nó chả có lòng tự trọng cơ. Thật tình mà nói, ở bên này biết thân biết phận mà sống đi, chứ còn đâu đừng có tưởng làm trò hề như có vẻ mạnh mẽ cho người Việt Nam tưởng không biết đấy, tưởng là bọn nó bên này bọn nó kinh khủng lắm hay là bọn nó thế nọ thế kia. Này bên này á, chúng nó người dân bên này người ta rất là phân biệt, lúc nào người ta cũng như vậy chứ không phải mới đây đâu, lúc nào cũng vậy. Chứ bọn này nó làm mình ở bên này mình mới nhìn nó mắc cỡ với người bên này với nhau, tại vì người bên này với nhau biết hết là người dân bên này đối xử mình như thế nào, biết hết. Nhưng mà bọn này nó cứ tưởng là nó chỉ bịp những dân Việt Nam thôi, nó muốn cho người Việt Nam nghĩ là ôi chúng nó bên này chúng nó kinh khủng lắm, chúng nó mạnh mẽ lắm, rồi chúng nó ủng hộ coi như như nước của nó ấy. Mặc cỡ bọn này chả biết, bọn này nhục nhã ơi là nhục nhã, 46 năm rồi mà vẫn cứ dai dẳng để coi như là để chôn vùi Việt Nam, chôn vùi người dân, mà trong khi đó mồm thì cứ ra giả là thương người dân, giúp người dân, thương thương bảo nó thương các người ở bên Cali trước đi đấy, bảo nó thương các người trước đi, chứ đừng có nói thương người dân. Người dân đâu cần đâu, người dân không cần Bên chúng nó thương đó đâu. những người mà người ta gọi là vô gia cư đó, hôm rét đầy đó, sao không thương, Đấy sao không cho ai đấy ra đó đấy, đi đúng không cần nói chị? xa xôi, không cần nói xa xôi, nói thực tế bên này thôi, các người nghèo, các người vô gia cư đấy, bảo nó lo người ta trước đi, để cho người Việt người ta nhìn thấy đây nó bên này á. Này nói thật, giờ nói thật thơ Quang, chứ 50 100 thôi, đừng hòng nó bỏ nó giết nhau. Ui trời ơi, thơ Quang ơi, sống bên này á, thực tế 50 100 là lớn với chúng nó lắm ấy, rất là lớn ấy. Người Việt mình cứ nghĩ là không, ôi bên đâu là bao nhiêu, đâu đâu là cái gì, đừng có nghĩ vậy. Bên này tại vì cái gì cũng là tiền, cái gì cũng là tiền, dâm ra thành người ta rất áp lực bên này, thành người ta đồng tiền bên này người ta cảm thấy rất là quý, rất là quan trọng, chứ không phải như Việt Nam mình ăn ăn tiêu mà coi như là xả láng đâu, không có đâu. Nếu mà xả láng như Việt Nam á, chỉ ra đường mà ở, tại vì Việt Nam làm sao nhà người ta không phải trả, này nhà người ta cũng trả hết, không nợ một cái gì cả, thì người ta có tiền làm bao nhiêu người ta xả láng được bấy nhiêu. Như bên này á, đừng hòng, bên này á, cái gì người ta phải lo hàng tháng, bất kể gì, cái gì người ta cũng lo. Thơ Quang nhìn thấy nhiều người, nhất là những người mà độc thân ở bên này đấy, đàn ông hay đàn bà đấy, mà độc thân đấy, khổ lắm Thơ Quang ạ, rất là khổ. Thuê phòng nhà người ta đấy, thuê phòng người ta ở, cứ phải coi như nấu nướng cũng phải sợ sệt. Nếu nếu mà làm mạnh tay, người ta trả tiền điện nhiều, người ta cũng không mua vui, người ta trả tiền nước nhiều, người ta cũng không vui. Nếu mà mình xài quá tay hay xài nhiều đấy, người ta cho mình đi, người ta cho người khác vào,
đâm ra thành ở rất là e dè, rất là sợ sệt, rất là khổ, chứ không phải là sướng đâu. Những người mà đi thuê phòng là khổ sở lắm, nhưng người ta không nói ra cái khổ của người ta đâu, thơ Quang. Yeah. Mình ở bên này mình mới hiểu được, chứ còn đâu người tại Việt Nam á, không hiểu được người ta thuê cái phòng người ta ở đâu. Mà phòng đôi lúc cái phòng á, như chuồng chim ấy, ở dưới basement nhà ta, ở dưới hầm ấy, hiểu không? Vậy, theo chị á, đa số có phải là do, thí dụ như là, thí dụ mình đi qua đây, đúng không? Mới đầu khi đi á, họ háo hức, nhưng mà khi qua đó họ thấy nó không như họ muốn, và nó rõ ràng nó có gì đó nó khó khăn, thì họ có mang cảm giác gọi là thôi lỡ rồi, ngậm luôn, chứ không dám than phản với bên Việt nữa, đúng không chị? Mắc cỡ, bởi vì mắc kiểu, cỡ. À, kiểu quê mắc cỡ. Xấu hổ. Xấu hổ. Nhiều người ở tại Việt Nam ấy chê việc, ôi giời ơi tôi lớn tuổi rồi, ôi trời ơi việc này ai mà làm, rửa bát hay là trông trẻ hay là đi lau chùi, ai mà làm. Lại chê việc rồi, cứ cái tuổi tôi lớn rồi rồi, tôi người như thế này mà tôi phải đi lau chùi à? Sang đây nhá, hết chê, còn lạy van người ta để mà đi kiếm việc. Nói thật, kể cả đi lau chùi nhà cầu vẫn lạy van người ta để mà kiếm việc, chứ đừng có nói là được lựa chọn như Việt Nam đâu. Mà đừng có nói là ôi tôi 50 tuổi hay 60 tuổi rồi, tuổi này tôi mà phải đi lao động á. Này, tuổi bên này làm đến 65. Đừng có nói, không làm 65 á, lại ra vô gia cư, lại ra cầu mà ở thôi. Đâm ra bên này không có quyền lựa chọn. Chiều này là chị, chiều này em đi làm chứ đừng làm, em có gặp một một người gọi là bị khuyết tật á. Ông ta đi bán vé số. Em có mua, thì em có hỏi thăm, em ngồi hỏi thăm nói chuyện với ông ta, thì ông ta cũng nói rất là chân tình. Ông ta nói nếu hôm nào mà bán gọi là bán tốt á, thì ông ta kiếm được 500 tiền lời. Hôm nào nó bèo bọt á thì 200-300, cũng có hôm nó ế nữa. Hôm ôm ế giống như là nó gần như là lỗ, ôm số đó, lỗ, mà ông nói đó là cũng được giống như người ta nói là trời thương á chị. Ông nói nhưng mà may mắn cái cách đây vài hôm ông lại trúng an ủi được 36 triệu. Thì ở đó ý em nói là cái gì, tại vì bên đó một số người đó, nhất là cái bọn mà nó hay lên những đàn mà nó xỏ lá, nó cứ mang cái hình ảnh những người bán vé số ra để nó gọi là nó mang ý nó mệt thiệt, thì em rất ghét cái này, trường hợp này. Này thơ Quang ơi, thơ Quang phải nhớ này này, Việt Nam tạo cho người ta có cơ hội để người ta còn bán vé số, người ta còn có cửa kiếm tiền, hiểu không? Người ta còn kiếm tiền được, người ta mới có tinh thần vươn lên. Chứ bên này nó không cho cơ hội như vậy. Bên này mày mà như thế chỉ có đi lau nhà cầu. Mà lau nhà cầu còn không có việc cho những người mà mới sang cơ. Lăn lỉ những người ở đây lâu rồi là biết ở chỗ nào có việc không, hay là ở chỗ mà có việc cái là lăn lỉ người ta để xin hộ cơ. Chứ đừng có tưởng như Việt Nam đâu, không có đâu. Thơ Quang ơi, nhiều người Việt lầm, cứ ước mơ là sang nước ngoài tư bản là sẽ được giàu có, sẽ được sung sướng. Mơ, ở đấy mà mơ, ở đấy mà mơ, sang đây á, nhiều người làm cho mình, đây này mới sang, làm cho mình. Chồng thì coi như là thơ Quang biết gì không? Chồng thì coi như đi tìm các nơi, chồng cũng 60 tuổi, hơn 60 rồi, hơn 60 rồi. Cái lúc mà sang ấy là 58-60, mà coi như ông 60 lúc ấy này đi lăn lỉ người ta để mà tìm việc, để mà đi lau chùi thôi, mà cũng còn không có. Vì sao quan điểm của em thế này là chị Lisa, và thực ra cái việc mà các người là bên Việt Nam á, đừng hòng người ta làm ba cái việc ý. Ui giời trời ơi, chọn việc, chê việc, nghĩ là tôi ở thành phố tôi người như thế này mà tôi phải đi lau chùi á, không có việc ý, không có chuyện gì đâu, không có được quyền sang tới đất này rồi không được quyền lựa chọn. Nói thẳng cho cái câu ý, sang đến đất nước này rồi không có quyền lựa chọn bất kể một cái gì, có cái gì làm cái đấy, không thì ra gầm cầu mà ở. Đúng rồi. Không cần tuổi tác, không biết tuổi tác nhé, càng lớn thì càng chết, càng tuổi lớn thì càng khổ, càng nhục nhã. Thơ Quang hiểu không? Đâm ra thành cứ nói thẳng cho một câu đúng là sang tới tư bản rồi không được quyền lựa chọn, không phải quyền lựa chọn như Việt Nam nữa đâu. Hết quyền lựa chọn, ở Việt Nam dù sao còn cái nhà tao ở kiếm bao nhiêu tao ăn bấy nhiêu, không phải lo tiền nhà, không phải lo một cái gì hết, chỉ lo tiền ăn thôi. Thì đơn giản người ta kiếm được,
bên này á, tiền nhà, tiền phone, tiền điện, tiền nước, tiền đi vé xe bớt. Mà không có cái á, chỉ ra cầm cầu. Nói thật thơ quang, đâm ra cứ nói Bởi thẳng vì cầm câu là. em lên tham gia mấy diễn đàn á, em cũng hay chửi tụi nó là như vậy. Cái việc bán vé số á, thực ra cái đó là cái nghị lực của người Rất ta. là tốt, rất là tốt, Dạ, để cho đó là người ta nghị lực có của người động ta tự lực. chủ. Chứ không Đúng phải rồi, mà người cái ta tư tự duy chủ. mà ngồi một chỗ mà cứ chờ người khác mà bơm tiền cho Nuôi ăn. chờ một người Người ta biết khác để mà phụ thuộc nhục nhã. Việt đó. Nam mình, cái người bán vé số không phải là xấu, người Việt Nam mình chính phủ đấy là cũng tạo cho người ta công việc, để công việc nhẹ nhàng, công việc coi như là tự mình làm chủ mình, không ai không không phải dựa dẫm ai cả, mà mình kiếm được mình sẽ vươn lên từ chỗ đó, thấy không? Người ta sẽ có tiền, cái người ta nghĩ cách để người ta kiếm tiền cách khác nữa, lớn hơn nữa. Đấy, cho người ta có cái công việc, từ cái công việc nhỏ bé đến đến lúc mà người ta có tiền rồi, người ta mới có động lực để làm chuyện lớn hơn, mà nhà cửa người ta có chứ không phải người ta không có. Nên là rất là Dạ, cũng tốt, còn đấy là khoảng chừng cho người bán hai bưng này, phút dạ khoảng còn cho khoảng người 2 phút nữa bán hết giờ. cho người buôn bán gánh 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 rau, gánh gánh trái cây đi bán cũng rất là tốt, đấy là cũng là một công việc của người ta. Bên này mà bán như thế đóng thuế chết mồ luôn, chứ đừng có tưởng thuê chỗ chỉ cần ngay ở bên này nhé, mà bán một chỗ nào đấy mà ngồi ngoài đường thôi là thuê chỗ khoảng bao nhiêu tiền một tháng rồi, chứ không phải như Việt Nam mà coi như không mất xu nào. Việc ở bên Thưa này Quang, là rất cái xin gì cảm cũng ơn đánh tất vào cả mọi thuế. người nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là Cảm nhiều ơn đã tham gia. Thơ Quang nhé, cảm ơn Thơ Quang cho lấy lúc nãy thấy Thơ Quang ở bên bên diễn đàn kia muốn chào Thơ Quang mà Dạ không có thời gian. Ok, xin không sao lỗi. đâu chị. Không, Chị em mình mà không có gì hết. Là không vậy. Thưa Quang, xin ok. cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia cái buổi live tối nay. Nó cũng có nhiều lời ý nghĩa và Đấy là những cho người bà con tham Việt gia Nam và mình những biết. người comment, tất cả nói chung là cảm ơn tất cả nha, kể cả những người xem YouTube á. Em cũng hay lượn lờ mấy cái YouTube em xem lại lắm chị, thì tại vì mình xem vào đó để mình xem những cái bình luận của Kinh nghiệm. họ và cái phản hồi của họ để mình biết như thế nào để mình xây dựng cái chương trình cho nó Mình có phản ý phản nghĩa phản hơn lại. Đúng rồi, và cho đúng nó rồi, trọn vẹn hơn, thì cũng xin cảm ơn tất đúng cả ai đã tham gia cái những cái like hay những cái clip mà bên YouTube họ cắt ra họ đã sử dụng á. Quang xin cảm ơn tất cả nha. Chúc rồi. chị Ok, cảm ơn một Quang. ngày tốt lành cho chị Lisa. Chúc tất cả Cảm mọi ơn Thơ người. Quang nhiều nhé. Ok. Thơ Quang Ok. lên cứ mở diễn đàn là mình mừng lắm, để phản biện lại cái bọn kia. Diễn đàn của Thơ Quang nói rất hay, rất nhiều ý nghĩa, rất là chính xác, mình nghe rất là thú vị, mình thích lắm. Những người trẻ mà Việt Nam mà cứ lên để phản biện bọn kia đấy, mình mừng lắm, rất là mừng, tại vì có một đất nước yên bình như vậy, bà con đang ổn định như thế, đang mà vươn lên. Các nước chung quanh người ta nhìn láng giềng, người ta nhìn đất nước Việt Nam mình, người ta thèm lắm chứ. Địa vị Việt Dạ đúng. Nam mình có người dân khôn.